Từ giờ đến Tết, khó mấy cũng phải tìm được 4 loại cây này đặt lên bàn thờ để tiền bạc may mắn ùn ùn kéo đến suốt năm mới. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, bàn thờ vốn được người Việt coi là cái thứ linh thiêng nhất trong nhà. Bởi đây là cái nơi thờ cúng tổ tiên, nơi con cháu bày tỏ cái tấm lòng thành kính với những người đã khuất. Trên bàn thờ được bài trí rất nhiều thứ với hy vọng sẽ làm cho thánh thần tổ tiên hài lòng mà ban phát cho lộc lá đến con cháu. Chính vì vậy, việc bày cây phong thủy trên bàn thờ ngày một trở nên phổ biến, nhất là trong cái dịp Tết Nguyên Đán sắp tới đây. Điều này sẽ giúp cho gia chủ chiêu dụ được tài lộc, mời thần tài gõ cửa và may mắn cũng theo đó mà sum vầy trong căn nhà của bạn. Trong chương trình ngày hôm nay thì Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về 4 loại cây phong thủy nghe thôi đã thấy giàu, đặt lên trên bàn thờ thì tài lộc chiếu rọi, tiền tiêu 7 đời không hết. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. 4 loại cây nghe đã thấy giàu đặt lên trên bàn thờ để chiêu dụ tài lộc. Thứ nhất, cây may mắn đầu tiên mà ai cũng biết đó chính là cây kim tiền. Tiền vàng vào như nước. Ý nghĩa của cây kim tiền trong cuộc sống bắt nguồn từ cái sức sống khỏe khoắn, dẻo dai trong mọi cái điều kiện thời tiết, nên cây kim tiền thường được mọi người trồng để trưng bày với mong muốn đạt được cái sự mạnh mẽ, kiên cường, bất chấp khó khăn, bất chấp hoàn cảnh sống khắc nghiệt để vươn lên. Từ đó khiến cho con người luôn tràn đầy cái năng lượng, nhiệt huyết, không bị nản chí để thực hiện những cái quyết định quan trọng trong cuộc sống. Không chỉ thế, cây kim tiền còn là cái thể hiện, là cái hiện thân cho cái cuộc sống hạnh phúc, ấm no và đủ đầy. Vẻ đẹp xanh mướt, sang trọng cùng với cái tên kim tiền còn giúp cho loài cây này mang một cái vẻ đẹp của sự giàu có, thịnh vượng và màu mỡ. Có những cái ý nghĩa rất tuyệt vời dành cho các gia đình, cũng như là gì, những người làm văn phòng. Vì vậy, cây kim tiền hay được mọi người trồng trang trí trong nhà hoặc là đặt nơi làm việc để nhận được những cái ý nghĩa tích cực. Đặc biệt là từ giờ đến Tết ấy, quý vị đặt cây kim tiền trên bàn thờ thì sẽ mang lại được cái lộc lá, tài lộc cũng sẽ ùn ùn kéo đến với gia chủ. Bây giờ chúng ta cùng xét về cái ý nghĩa của cây kim tiền trong phong thủy. Thưa quý vị, về phong thủy thì cây kim tiền là hiện thân của sự phú quý, phát tài và thâu thu cái tài lộc cho gia chủ. Đặc biệt, mỗi khi cây kim tiền ra hoa ấy, thì điều này được coi là cái sự may mắn của người trồng, bởi đây được xem là một cái dấu hiệu tốt, báo hiệu cái sự thành công đang đến gần với gia chủ. Hoa của cây kim tiền có màu trắng, tượng trưng cho cái sự tài lộc, thịnh vượng, đơm hoa kết trái, cho cuộc sống thêm no đủ, hạnh phúc và viên mãn. Mọi người thường cột lên cây kim tiền những cái sợi dây chỉ đỏ hoặc là những cái đồng tiền xu ấy, tiền xu ngũ đế để trang trí, cũng như là gì, cầu mong cho tiền tài, danh vọng, địa vị trong cuộc sống, cũng như là gì, sự giàu có trong tương lai. Những cái ý nghĩa tốt đẹp của cây kim tiền đã mang đến cho con người một cái năng lượng tích cực để luôn phấn đấu vươn lên trong cuộc sống, để đạt được cái thành công và đạt được những cái mục tiêu của mình. Chúng ta cùng xét đến quan niệm về cái ngũ hành tương sinh. Ý nghĩa phong thủy của cây kim tiền thích hợp với những người mệnh kim và mệnh hỏa. Những người thuộc hai cái mệnh này thì thường có cá tính mạnh mẽ và sự kiên định trong mọi vấn đề của cuộc sống. Thế nên, khi mà trưng bày cái chậu kim tiền trong nhà ấy, và nơi làm việc ấy, sẽ đem đến cho họ cái nguồn năng lượng và thuận lợi trải dài trên con đường công danh và sự nghiệp của hai người mà thuộc cái mệnh này. Thưa quý vị, thì để chăm sóc cây kim tiền đúng thì cách tưới nước cho cây kim tiền cũng là điều quan trọng đấy, quyết định đến cái độ sống lâu của cây. Lượng nước tưới quá nhiều cũng sẽ làm cho cây bị úng rễ và dễ bị vi khuẩn. Đặc biệt đối với cây văn phòng ấy, thì việc tưới nước cần phải được tiết chế một cách tối đa, hoặc là một tuần một lần. Quý vị để trên trong cái không gian thờ cúng cũng vậy, nên là thường xuyên chúng ta chỉ dùng cái bình xịt chúng ta xịt đấy nhá, để cho cây được tốt lành và lên lá, nó thấm lên lá thôi và nó sẽ thấm thấu dần xuống dưới, chứ không nên gì đổ ầu ạt xuống, nó sẽ dễ bị úng và chết cây. Đó. Vậy nên từ giờ đến Tết, quý vị hãy tìm cho mình một cái cây kim tiền đặt ở trong nhà hoặc đặt ở không gian thờ cúng để mang lại cái may mắn tài lộc cho gia chủ trong cái năm mới 2024. Năm Giáp Thìn sắp tới đây. Đó là cây may mắn đầu tiên. Cây thứ hai mà quý vị nên tìm ngay để đặt trong cái không gian thờ cúng, cũng như trên bàn thờ hay là bài trí trong nhà mình ấy, đó là cây vạn lộc, giúp gia chủ phát tài phát lộc. Quý vị thân mến, trong phong thủy thì cây vạn lộc tượng trưng cho cái sự may mắn với rất nhiều cái màu sắc trên lá. Cây có tác dụng là trừ tà,
đem lại cái vận may và sự thịnh vượng cho con người. Nó vừa là không khí, dáng cây lại thể hiện cái sự mạnh mẽ, tràn ngập cái sức sống và cát tường cho cái người trồng cây. Cây thích hợp trưng bày ở các hộ gia đình có không gian nhỏ, hẹp, trong phòng làm việc hoặc là trong phòng thờ. Nó vừa sạch làm sạch không khí, nó lại vừa gì tô điểm thêm cái màu sắc cho không gian sống. Vì cái ý nghĩa may mắn và tài lộc thì cây được sử dụng làm quà biếu trong các dịp lễ Tết đó, hoặc là gì trong cái cuộc buổi khai trương đó. Trong phong thủy, màu đỏ là cái sắc màu của sự may mắn, là cái cơ hội tốt đẹp, cây vạn lộc với cái sắc lá đỏ hồng. Vì vậy, tượng trưng cho cái điểm lành, giúp gia chủ gia tăng cái vượng khí, hút cái năng lượng tích cực đến cho những người được trồng cây. Theo người xưa thì cây còn có tác dụng là trừ tà, đem lại may mắn và thịnh vượng cho con người, nên là gì? Có thể bày ở vị trí tài vị của văn phòng, cái vị trí tài lộc của mình ấy, hoặc là phòng khách, hoặc là phòng làm việc. Nó sẽ mang lại cái may mắn và tài lộc, hạn chế những điều xui rủi trong cuộc sống và trong kinh doanh. Đồng thời, đúng với tên gọi của nó, cây vạn lộc sẽ đem đến trăm ngàn cái tài lộc cho gia chủ. Những người trồng cây này thì về đường tài lộc sẽ được hanh thông, phát tài phát lộc, tiền tài thì dồi dào và gia sản thì phú quý. Vạn lộc ra hoa là một cái tin tốt, báo hiệu một cuộc sống phú quý giàu sang. Hoa nở thì gì? Nó sẽ mang lại cái hạnh phúc đấy. Cây vạn lộc thì hợp mệnh gì? Thưa quý vị, cây vạn lộc thì màu sắc của nó là chủ đạo là màu hồng, màu đỏ, nên là phù hợp với những người mệnh hỏa và những người mệnh thổ. Đây là cái màu sắc bản mệnh của cái cây này. Người mệnh hỏa có tính cách là nồng nhiệt, sôi nổi và ấm áp như cái ánh lửa vào giữa đêm đông. Họ tự tin và thích dấn thân vào những cái thứ mạo hiểm, rủi ro để đạt được cái mục đích sống như mong muốn. Đường tài vận, công danh, sự nghiệp của những người mệnh này cũng rất thuận lợi và êm đẹp. Nhưng về khía cạnh nào đó thì vì quá cuồng nhiệt nên họ lại dễ bốc đồng với đồng nghiệp hay là gì, với bạn bè hay là với những người trong gia đình. Lửa có thể thiêu cháy mọi thứ, làm mọi thứ bị lụi tàn. Lửa cũng có thể là thiêu hủy tiền tài, danh vọng. Nên những người có mệnh hỏa ấy, có khả năng kiếm tiền nhưng mà tiêu xài cũng rất hoang phí, dẫn đến là gì, lúc nào cũng trong cảnh túng thiếu. Nói chung ấy, khi trồng cây vạn lộc ấy, thì quanh năm cây vạn lộc sẽ mang lại may mắn với những người mệnh hỏa, giúp cho họ thăng tiến trong cái sự nghiệp. Cây đỏ gặp mệnh hỏa là lưỡng hỏa thành viên, tạo nên một cái sức nóng mãnh liệt, sẽ không ai bị kịp. Đó. Lưỡng hỏa, hỏa diệt, nên là người mệnh này khi trồng cây vạn lộc cần phải chú ý chọn chậu màu trắng, màu xanh dương hoặc là gì, màu đen để khắc chế bớt. Tuy nhiên, cái màu sắc của chậu không được lấn át cái màu nổi bật của cây vì sẽ phạm phải những cái đại kỵ trong phong thủy. Thì ngoài ra, những người mệnh hỏa theo ngũ hành tương sinh thì mệnh thổ cũng là khá phù hợp. Thì để trồng cây này, những người mệnh kim và mệnh mộc thì tuyệt đối không nên trồng cây vạn lộc vì nó sẽ gặp những chuyện xung khắc. Quý vị có thể chọn cây khác cắt lành hơn. Riêng về với những người mệnh thủy, nếu mà muốn trồng cây vạn lộc ấy, thì quý vị nên sử dụng cái chậu thủy sinh nhé, để trang trí vài thêm một viên xoài trắng nữa thì nó cũng mang lại cái sự may mắn và đẹp đẽ, sạch sẽ trong không gian thờ cúng cũng như là trên không gian sống của chúng ta. Về cách chăm sóc cây vạn lộc thì cây vạn lộc chịu được cái độ sáng đấy, độ chiếu sáng là tối đa là 50%. Nếu mà vượt quá ngưỡng này thì tình trạng lá đốm sẽ xuất hiện, lá khô, héo, dẫn đến là chết cây. Độ ẩm phù hợp nhất là 50-70%, cây sẽ sinh trưởng bình thường và phát triển khá là tốt. Khi có sự thay đổi về nhiệt độ đột ngột, cây sẽ bị gì? Căng thẳng và dẫn đến là gì? Kém phát triển, còi cọc. Cây hút nước mạnh nên là quý vị nên tưới nước vào mỗi ngày, vào buổi sáng sớm và buổi chiều muộn, mỗi ngày ít nhất 1-2 lần. Đó. Vì là loài cây lá có nhiều màu sắc khác nhau, có nhiều sắc tố khác nhau, nên nơi đặt chậu ấy cần ít nhất 2-3 giờ ánh sáng tự nhiên. Khi mà trưng cây trong cái phòng ấy thì quý vị nên mang cây ra phơi nắng ít nhất 1 tuần 1 lần, nếu mà để cây ở phòng lạnh, để cho cây luôn được tươi tốt và mang lại được cái may mắn tài lộc cho gia chủ. Đó là cây thứ hai, đúng không? Và cây thứ ba chúng ta xét đến đó là chính là cây phú quý. Cây phú quý mang đến cái sự giàu sang nhung lụa cho gia chủ. Thưa quý vị, từ giờ đến Tết thì quý vị hãy gì chọn cho mình một cây phú quý trưng trong nhà hoặc là trưng trong không gian thờ cúng. Theo quan niệm của phong thủy, cây phú quý sẽ mang lại cái sự may mắn, giàu sang, phú quý. Đúng như cái tên gọi của nó, cây phú quý thì có thân màu trắng hồng, lá màu xanh bóng, đôi khi nó ửng vàng. Viền ngoài của lá có màu đỏ chạy bao quanh, mang cái ý nghĩa của sự giàu sang và ý thức cầu tiến trong cuộc sống. Trên thế giới, tên khoa học của cây phú quý có nguồn gốc từ Hy Lạp, mang ý nghĩa là sáng, đẹp,
Còn ở phương Đông ấy, gọi cây này là cây phong thủy, cây phú quý mang cái ý nghĩa may mắn tốt lành. Vì vậy, cây phú quý được nhiều người lựa chọn, trồng và mua tặng nhau trong những dịp lễ Tết dỗ chạp hoặc là những dịp mừng thọ, mừng khai trương với lời chúc là phú quý thịnh vượng cho gia chủ. Xét về mệnh ấy, thì cây phú quý có màu đỏ được xếp vào hành hỏa. Theo quy luật tương sinh ấy, thì cái ngũ hành của cây ấy, thích hợp với những người thuộc hành hỏa hoặc là hành thổ. Vì là gì? Hỏa sinh thổ. Có rất nhiều người, đặc biệt là dân kinh doanh ấy, rất quan tâm đến cái yếu tố phong thủy trước khi quyết định trưng bất kỳ cái cây nào trong nhà, bởi họ tin rằng nó sẽ làm mình may mắn hoặc là gì lụi bại. Cách chăm sóc cây cũng khá đơn giản đấy. Quý vị cung cấp cái ánh sáng đầy đủ cho cây phú quý. Nói chung cây phú quý thì cũng thuộc cái dòng cây mà ưa bóng râm. Nó sống tốt ở dưới ánh sáng khuếch tán hoặc là gì trong cái điều kiện ánh sáng đèn huỳnh quang thì nó cũng sống được. Do đó, người ta thường trồng cây phú quý trong nhà hơn là ở ngoài vườn. Tuy thế, để cây có màu lá đẹp thì một tuần quý vị cũng nên là gì mang ra phơi nắng 1-2 lần. Đấy. Vào cái buổi sáng sớm trước 10 giờ sáng, tuyệt đối tránh cái ánh nắng gay gắt vào buổi trưa vì có thể sẽ làm cháy lá cũng như là làm chết cây. Thì ngoài cái ánh sáng ra ấy, thì cũng cần lưu ý đến cái nhiệt độ và cái độ ẩm của môi trường trồng cái cây phú quý. Cây vẫn sống tốt trong cái môi trường điều hòa với cái nhiệt độ lý tưởng từ 15 đến 30 độ C. Nhiệt độ cao quá hoặc thấp quá thì cây cũng khó có thể phát triển được. Quý vị tránh trồng cây ở nơi có lửa hoặc là nhiệt độ cao như là gần bếp nấu v.v. Về việc bổ sung dinh dưỡng cho cây thì dù bạn trồng cây phú quý ở trong đất hay là trồng cây phú quý thủy sinh thì cũng cần bổ sung dinh dưỡng cho cây định kỳ. Đối với cây phú quý trồng ở đất thì quý vị có thể là gì sử dụng phân bón NPK để chúng ta bón cho cây hoặc là tưới cho cây. Đó. Còn cây phú quý trồng thủy sinh thì quý vị cũng nên là gì một tuần nhỏ một ít dung dịch chất dinh dưỡng để cho cây phát triển được tốt hơn. Đó là bốn loại cây mang lại may mắn tài lộc mà từ giờ đến Tết quý vị nên tìm để gì trưng trong nhà cũng như là gì đặt trong cái không gian thờ cúng để cho được gì may mắn và bình an. Quý vị thân mến, mỗi gia chủ mang một con giáp cùng mệnh khác nhau sẽ hợp với một hoặc là một vài loài cây phong thủy khác nhau. Và để giúp hỗ trợ cho cái thiếu sót của mình, đấy, bổ sung cái vượng khí và nâng cao cái tài lộc may mắn trên con đường công danh sự nghiệp. Đồng thời, cây phong thủy hợp tuổi còn giúp phát huy cái điều tích cực của bản thân. Đấy. Trong phần tiếp theo, Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những loại cây có tác dụng tuyệt vời, giúp chiêu dụ cái tài lộc và có ý nghĩa may mắn trong phong thủy. Xin mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thứ tư là cây phát tài. Thưa quý vị, mang đến cái sự đại cát đại lợi thì cây phát tài hay là còn gọi là cây phát dụ ấy là cái loài cây có sức sống mãnh liệt. Nó phát triển được trong nhiều cái điều kiện môi trường khác nhau, thậm chí là cả những môi trường khắc nghiệt thì thân cây vẫn luôn giữ được cái dáng đứng thẳng và hiên ngang. Do đó, cây được ví như cái nguồn năng lượng mạnh mẽ, bất diệt để mang lại tiền tài và may mắn cho cuộc sống của gia chủ. Thưa quý vị, năm yếu tố trong ngũ hành mà một cây phát tài cần có, đúng không? Thì để phát tài đem lại được cái sự may mắn cho gia chủ thì ngoài cái sự thành tâm của gia chủ ấy cũng cần phải chú ý đến các yếu tố như sau. Và để cây phát tài được mang lại được đầy đủ cái may mắn, cái tài lộc, cái thịnh vượng thì chúng ta cũng cần phải đáp ứng đầy đủ cái yếu tố ngũ hành là kim mộc thủy hỏa thổ, như là trồng cây, trậu cây, chế độ chăm sóc, nước bón như thế nào, đúng không? Vân vân đó. Do đó, cái việc chọn cây hợp tuổi là rất quan trọng. Với cây phát tài như vậy thì trong phong thủy, cây phát tài là cây phong thủy hợp với những người tuổi Tuất. Khi mà trồng cây này thì sẽ mang lại những cái điều may mắn, êm ấm và hạnh phúc cho những gia đình có người tuổi Tuất. Với bản thân những người tuổi Tuất thì họ còn nhận được cái sự may mắn về con đường sự nghiệp. Còn nếu mà kinh doanh thì sẽ nhanh chóng phất lên như diều gặp gió. Vị trí đặt cây phát tài hợp phong thủy thì ngoài việc quan tâm đến cái con giáp hợp tuổi với cây, các bạn cũng nên tìm cái vị trí đặt cây ở đâu để chiêu tài lộc, chiêu may mắn. Dẫu biết rằng cái thành công trong cuộc sống chủ yếu là dựa vào cái năng lực của bản thân, nhưng mà không thể nào mà thiếu đi một chút cái may mắn. Và ai cũng mong muốn nhận được cái sự may mắn đến về phía mình. Với những người làm văn phòng ấy, thì người ta sẽ đặt cây ở vị trí bàn làm việc để mỗi ngày nhìn ngắm cây sẽ giúp họ tự tin hơn về một ngày may mắn đang ở bên cạnh họ. Gia chủ thường đặt cây ở hành lang hoặc là ở phòng khách, ở nơi tâm linh trong ngôi nhà hoặc là ở trung tâm của ngôi nhà để thu hút cái sự may mắn về những thành công cho những thành viên trong gia đình. Về cái hướng đặt cây ấy, thì khi mà lựa chọn đặt cây thì các bạn nên chọn đặt cây ở vị trí đông nam. Bởi theo quan niệm phong thủy, cây thuộc hành mộc
Nếu mà đặt ở hướng này thì sẽ giúp mang lại cái may mắn cho cái không gian, nó được bình yên, đem tiền bạc, hạnh phúc, tài lộc đến cho gia chủ, giúp tinh thần của gia chủ cũng luôn được thoải mái, thư thái và có năng lượng dồi dào. Còn khi các bạn đặt cây ở hướng Bắc ấy, nó sẽ giúp cho cuộc sống, công việc gặp nhiều cái may mắn thuận lợi, suôn sẻ, bình an. Cây không thích hợp đặt ở hướng Tây vì hoặc là hướng Tây Nam, là hai hướng này thuộc kim thì nó sẽ không tốt. Bên cạnh đó, quý vị cũng nên đặt cây ở vị trí thoáng mát, nơi có nhiều cái ánh sáng tự nhiên. Tuy nhiên, bạn không nên đặt cây ở nơi có quá nhiều ánh sáng mặt trời, nó sẽ làm cho cây bị héo úa. Quý vị cũng nên đặt cây ở những nơi sạch sẽ, tránh những cái nơi có mùi hôi, mùi hám, như là gần máy giặt, gần tủ lạnh, vân vân. Đó. Thưa quý vị, như vậy là trồng cây phong thủy là một cái bí quyết quan trọng để ngôi nhà có được cái vận khí, vượng khí ngập tràn và may mắn, tài lộc nó ùn kéo đến, giúp cho các bạn có được cái tâm trạng là tích cực và luôn tỏa ra cái năng lượng tích cực, sẵn sàng chinh phục những cái thử thách trên con đường làm giàu của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, sau khi Tử Thông chia sẻ về cái video về những cái tuổi tốt để chọn làm tuổi sông nhà ấy, thì cũng có rất nhiều cái câu hỏi, ý kiến mà Tử Thông đã tổng hợp lại ở đây để Tử Thông chia sẻ cùng quý vị và các bạn. Với những cái câu hỏi này ấy, thì Tử Thông tin chắc rằng đây cũng là cái vấn đề mà rất nhiều người đang gặp phải khi mà muốn chọn cho mình một cái tuổi tốt để sông nhà, đúng không? Thì trong video trước, Tử Thông đã chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp tốt để sông nhà. Đó. Thì sau khi mà cái video đưa lên ấy, thì Tử Thông đã tổng hợp lại được những câu hỏi về sông nhà như sau. Thì Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị nhé. Thứ nhất là của bạn Lệnh Phạm hay Lành Phạm gì đó, bạn có hỏi là gì? Đạo sĩ cho tôi hỏi, thì nếu tôi không chọn được một trong ba tuổi Dậu, Thân và Tý thì không chọn được tuổi khác sông nhà à? Tức là gì? Tôi giải thích qua một chút nhé. Trong video trước ấy, thì tôi có chia sẻ cùng quý vị và các bạn về ba con giáp là tốt nhất để chọn làm tuổi sông nhà, đúng không ạ? Thì đầu tiên là tuổi gì? Tuổi Dậu. Tuổi Dậu thì được gì? Thìn và Dậu là nhị hợp, đúng không ạ? Thứ hai là tuổi Thân, được Thân, Tý, Thìn là tam hợp. Và thứ ba là tuổi Tý, cũng được cục diện là Thân, Tý, Thìn, tam hợp. Thì đây là ba cái tuổi sông nhà mà tốt nhất. Thì bạn có hỏi, ý bạn là hỏi là gì? Thì nếu mà bạn không chọn trong ba tuổi này thì có chọn được tuổi nào khác không? Đó. Thực ra thì vẫn chọn được nhé. Vẫn chọn được. Và tiêu chí của nó sẽ là lộc quý nhân. Đó. Thì tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn ở tiếp theo nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đến những cái câu hỏi của mọi người nhé. Tiếp đến câu hỏi thứ hai là bạn Hạnh Nguyễn 564468 gì đó. Đó, bạn có hỏi là gì? Hàng xóm nhà tôi năm nào cũng xem tuổi này tuổi kia xong nhà nhưng vẫn nghèo rớt luôn, hi hi. Đạo sĩ có giỏi thì giải thích xem. Thưa quý vị, thực ra là Tử Thông cũng rất ngại những câu hỏi như này. Vì sao? Vì là thực ra bạn ấy nói nếu mà bạn cho cụ thể ra đó là tuổi nào ấy thì còn trả lời được, đúng không ạ? Bây giờ bạn bảo là hàng xóm nhà tôi năm nào cũng chọn một tuổi rất mùng tơi thì nó rất là khó chọn, rất là khó trả lời. Vì là gì? Nó không có thông tin cụ thể. Chứ còn cái tuổi sông nhà đôi khi tuổi tốt thì nó vẫn cứ nghèo mà, đúng không ạ? Thì bạn phải cho tôi biết là cái ông hàng xóm đó tuổi gì, đúng không? Và ông ấy chọn tuổi sông nhà là tuổi nào thì mới có câu trả lời chính xác cho bạn được. Đó. Nhưng mà trong video ngày hôm nay tôi sẽ chỉ cho quý vị và các bạn về chọn những tuổi sông nhà, đúng không? Khiến cho quý vị sẽ phải gì tâm phục khẩu phục và không còn bất kỳ một cái thắc mắc nào nữa. Đó. Sau khi mà tổng hợp lại tất cả câu hỏi của quý vị thì tôi cũng đã gì đã biên tập lại cái nội dung này và tôi làm một cái video về chọn tuổi sông nhà cho được cát lành và may mắn. Đó. Và tuổi nào các bạn cũng chọn được, các bạn chỉ cần gì xem đúng và làm đúng theo cái này thì các bạn sẽ chọn được tất cả những tuổi sông nhà hợp nhất với mình. Đó. Tiếp theo là câu hỏi thứ ba của bạn Tuân Nguyễn hay là bạn Toàn Nguyễn hay bạn Tuấn Nguyễn gì đấy. Bạn có hỏi là gì? Xin chào đạo sĩ Tử Thông, tôi sinh năm 1976. Năm 2024 thì chọn tuổi nào sông nhà được may mắn? Theo quan niệm của đạo sĩ, làm thế nào để chọn được tuổi sông nhà hợp mệnh, hợp tuổi, tạo điều kiện thuận lợi cho công việc, mang lại may mắn, tài lộc cho gia đình? Đạo sĩ có kinh nghiệm cụ thể nào muốn chia sẻ về cái việc này hay không? Và làm thế nào chọn được đúng tuổi sông nhà có thể mang lại may mắn, bình an cho năm 2024? Thì nội dung của bác nhé, thì tôi sẽ chia sẻ trong cái video ngày hôm nay. Đó, nó sẽ có hết. Tiếp theo
Câu hỏi thứ tư là của một bạn, bạn tên là Hà Thu Nguyễn. Hà Thu Nguyễn hay là Nguyễn Thu Hà gì đó. Đó. Thì bạn ấy có hỏi là gì? Tôi năm nào cũng tự xông nhà. À đây là bác nhá. Đó. Xin lỗi bác nhá. Bác có hỏi là tôi năm nào cũng tự xông nhà, kể cả năm tuổi. Năm nay tôi 70 tuổi rồi mà vẫn bình thường. Gia đình con cháu vẫn khỏe mạnh. Công việc thì đến tuổi về hưu, dưỡng già mà thôi. Đó. À, tức là bác, ý bác bảo là bác tự xông nhà, năm nào bác tự xông nhà và thì không cần nhờ đến những người tuổi khác. Nhưng mà bác nữ xông nhà, à lại còn một cái chủ đề về nữ xông nhà nhé, thì tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị ở những video sau nhé. Đón vào cái câu hỏi thứ 5 là của một bác tên là Hằng Đỗ. Hằng Đỗ hay Đỗ Hằng gì đó, Đỗ Hằng. À, bác có bảo là gì? Tuổi gì xông nhà cũng hên xui, tất cả đều do ăn ở, phước đức của cha mẹ và bản thân. Tôi tin ở cái con người chứ không tin tử vi. Đó, đó cũng là những quan điểm đúng không ạ? Và của một bạn nữa tên là bạn Tùng Nguyễn. À bạn Tùng Phạm, bạn Tùng Phạm TV, bạn có hỏi là gì? À, không có tâm thì tuổi xông nhà tốt thì vẫn xảy ra thảm họa. Có tránh cũng không được. Đó. À thưa quý vị, thực ra ấy, như tôi đã nói ở trên ấy, thì cái tuổi xông nhà nó là một cái phong tục tập quán của dân gian để cầu cái may mắn, cầu cái bình an đúng không ạ? Thì từ lâu cái tục lệ xông đất xông nhà đầu năm nó đã trở thành một cái phong tục tập quán và cái văn hóa cổ truyền của Việt Nam. Tết Nguyên Đán mở đầu cho một cái năm mới, cầu mong cái sự tốt lành, an khang, thịnh vượng và hạnh phúc cho cả gia đình. À, trong 3 ngày Tết là cái thời điểm hội tụ của khí âm dương giao hòa với con người và trái đất, là cái sự hội tụ của thuyết tam tài, thiên địa nhân. Vậy nên việc chọn tuổi xông đất đầu năm ấy là cái việc rất quan trọng cho mọi nhà và phải tuân theo một số cái nguyên tắc nhất định thì mới thực sự có tác dụng. Kể từ việc chọn tới cái việc phương pháp đến cái cách thức xông nhà thì cũng phải chọn người có cái vận làm ăn đang lên, không gặp tai họa, ốm đau, bệnh tật. Và đặc biệt là phải không có tang nhé. Đấy. Chọn cái người nhẹ vía, vui vẻ, hoạt bát, khoáng đạt, sởi lời. Đấy. Và cái quan trọng nữa là gì? Chúng ta nên chọn nam giới để lấy dương khí. Vì mùa xuân cái dương khí nó mới bắt đầu khởi, nó phát triển nên còn nó yếu. Phải kỵ âm khí để giảm cái gì dương khí, nên là người ta thường là không chọn phụ nữ. Nam giới cũng là tượng trưng cho những người quân tử mạnh mẽ, bổ sung cái dương khí cho con người chúng ta. Đó. Cái mục đích quan trọng của cái việc xông đất đầu năm ấy cũng là để đưa cái dương khí vào nhà, cầu mong một năm mới phát đạt, may mắn, thuận lợi, tài lộc thì thăng tiến, gia đạo thì bình an. Đấy. Nói chung là có được cái sức khỏe, con cháu thì giỏi giang, hạnh phúc. Trong thời gian này thì như đã nói trên, có một bác có hỏi là gì? Là tôi tự xông nhà, đúng không? Thì tự xông nhà cũng được nhé, cứ hợp tuổi đấy, thì là ok. Đó. Và để trả lời các câu hỏi của các quý khán giả ở trên ấy, thì sau đây Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về gì, về việc chọn tuổi xông nhà. Từ những gì, ví dụ như là không chọn được 3 tuổi Thân, Dậu và Tý thì chúng ta chọn tuổi nào? À, như quý vị đã biết ấy, thì cái khẩu quyết nhá, tôi sẽ chia sẻ lại cái khẩu quyết của cái việc chọn tuổi xông nhà đúng không ạ? Chọn tuổi xông nhà thì các cụ đã để lại khẩu quyết như sau này, tôi để trên bảng nhé, quý vị theo dõi này. Chi hợp tuyến niên, can hợp mệnh, tài quan ấn phúc, nhập nội đường, thiên tăng tuyến nguyệt, nhân tăng thọ, xuân mãn cản khôn, phúc mãn môn. Đó. Tức là gì? Khi chọn cái tuổi xông nhà, chúng ta có 2 cái thứ để chúng ta căn cứ. Thứ nhất là căn cứ vào thái tuế, đúng không? Thái tuế. Thì năm 2024, năm Giáp Thìn, thì thái tuế nó ở Thìn. Đã, thái tuế nó ở Thìn. Thì căn cứ vào thái tuế, chúng ta loại ra những cái tuổi xung hình phá hại, đúng không ạ? Xung hình phá hoại thì chúng ta không chọn. Như vậy năm 2024 năm Giáp Thìn thì những người mà tuổi phạm thái tuế thì chúng ta không chọn nhá. Thì phạm thái tuế có 5 tuổi mà tôi đã chia sẻ cùng quý vị và các bạn ở những video trước ấy. Thứ nhất là những người tuổi Thìn là chúng ta không chọn này, đúng không ạ? Thứ hai là những người tuổi Mão là dính cục diện hại thái tuế. Thứ ba là những người tuổi Tuất là xung thái tuế, đúng không ạ? Thứ tư là những người tuổi Sửu là phá thái tuế. Và thứ năm là những người tuổi Mùi là hình thái tuế. Đó. Đó là 5 cái tuổi bị phạm thái tuế. Thì ngày xưa các cụ có nói là gì? Thái tuế đương đầu tọa, vô hỷ ác hữu họa. Thì khi gặp cái hạn thái tuế thì quý vị sẽ trở nên nóng tính hơn, trở nên nóng nảy hơn. Trong năm thì công việc nó sẽ gặp bất ổn, gặp nhiều trục trặc. Đấy. Và chính vì cái tính khí nóng nảy ấy, thì sẽ dẫn đến xảy ra những cái chuyện không hay. Đấy. Đôi khi sẽ làm hỏng việc và sẽ mang lại cái vận xui cho gia chủ khi mà mời họ đến trong nhà. Vì vậy chúng ta sẽ không chọn 5 cái tuổi này. Một là tuổi Thìn, 2 là tuổi Mão, 3 là tuổi Sửu, 4 là tuổi Tuất và 5 là tuổi Mùi. Đây là 5 tuổi quý vị không nên chọn là tuổi xông nhà. Đó. Còn với những người bị phạm thái tuế này thì trong năm ấy, quý vị cũng nên nhá, sử dụng một cái kim bài thái tuế
để hóa giải cái hạn thái tuế, mang lại cái may mắn tài lộc cho gia chủ, đúng không ạ? Cái thái tuế nó đến thì chúng ta phải nghênh đón, đặc biệt là với những người phạm năm tuổi như là tuổi Thìn, Mão, Sửu, Tuất và tuổi Mùi. Thì quý vị hãy luôn mang theo một cái kim bài thái tuế để được bình an may mắn cả năm. Đó. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại này 0989 34 9119 để thỉnh cái kim bài thái tuế nhé. Đó. Tiếp theo chúng ta cùng xét về cái việc là chọn tuổi trong nhà, đúng không? Chọn tuổi trong nhà. Đấy là cái đó căn cứ đầu tiên. Thì hôm trước thì chúng ta đã xét về cái thiên can, đúng không ạ? Thiên can tức là gì? Căn cứ vào cái mệnh chủ, tức là gì? Chi hợp tuế niên, can hợp mệnh. Đó. Chi hợp tuế niên. Chi thì chúng ta gì? Chọn những hợp tuổi hợp tuế niên bao gồm 3 tuổi. Đó là tuổi gì? Thân này, tuổi Dậu này, 3 tuổi và tuổi Tý. Đây là 3 tuổi được hợp, hợp thái tuế. Thì ngoài ra ấy, trong một cái năm mà chọn tuổi sông nhà thì chúng ta cũng kỵ những tuổi mà xung khắc, đúng không ạ? Ví dụ như những người tuổi Dần, tuổi Dần thì chúng ta sẽ không chọn tuổi thân nhé. Đó, Dần thì không chọn thân, đúng không ạ? Tuổi Mão thì không chọn tuổi Dậu, Mão Dậu tương xung, đúng không ạ? Tương tự tuổi Dậu cũng không chọn tuổi Mão. Tuổi Thìn thì cũng không chọn tuổi Tuất, đó. Và tuổi Tỵ thì không chọn tuổi Hợi, đó. Tuổi Ngọ thì không chọn tuổi Tý, tuổi Tý cũng không chọn tuổi Ngọ, tuổi Mùi thì không chọn tuổi Sửu, đó. Thì đây là 6 cặp nó rơi cái bộ tứ hành xung: Dần, Thân, Tỵ, Hợi, Tý, Ngọ, Mão, Dậu và Thìn, Tuất, Sửu, Mùi. Đó, kỵ những cái đấy ra. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng kỵ những cái tuổi mà xung với thiên can. Đấy, thiên can chúng ta nhớ nhé, nó xung một chiều, đúng không ạ? Chúng ta có 10 thiên can, bắt đầu từ Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, đúng không ạ? Sau đó Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý. Thì với cách chọn để can hợp mệnh, đúng không ạ? Chúng ta đang chọn can hợp mệnh mà. Thì gì? Với những người có thiên can can là Giáp, đúng không ạ? Giáp Mộc thì khắc Mậu Thổ. Thì với những người có thiên can Giáp nhá, thiên can Giáp thì chúng ta không chọn những người tuổi Canh. Đó. Với những người có thiên can Ất thì chúng ta không chọn những người tuổi Tân. Với những người có thiên can Bính thì chúng ta không chọn những người tuổi Nhâm. Còn với những người có thiên can Đinh thì chúng ta không nên chọn những người tuổi Quý. Đó. Tương tự thì những người có thiên can Quý thì chúng ta sẽ không gì? Quý Thủy bị Kỳ Thổ nó khắc. Những người có thiên can Quý thì chúng ta không chọn những người tuổi Kỷ. Đó. Và những người có thiên can Mậu thì chúng ta sẽ gì? Không chọn những người tuổi Giáp. Những người có thiên can Kỷ thì chúng ta sẽ không chọn những người tuổi Ất. Đúng không? Những người có thiên can Canh thì chúng ta sẽ không chọn những người tuổi Bính. Những người có thiên can Tân thì chúng ta sẽ không chọn những người tuổi Đinh. Và những người có thiên can Nhâm thì chúng ta cũng sẽ không chọn những người có thiên can Mậu. Đó. Chúng ta nhớ nhé, thiên can chỉ khắc một chiều. Đấy tại sao ông Giáp này? Giáp và Canh tương xung, đúng không? Giáp và Canh tương xung. Giáp Canh tương xung mà. Thì ở trong cái chương trình vừa rồi thì tôi cũng có thấy được một cái comment của một bác hỏi là gì? Canh phá Giáp. Thì tại sao lại chọn là gì? Tại sao ông Canh này lại chọn người tuổi Giáp để trong nhà? Đó. Canh chọn Giáp được nhé, tại vì sao? Cái thiên can ấy nó chỉ xung một chiều thôi, tức là Canh gì? Canh thì nó xung với Giáp, nó khắc được Giáp. Canh Kim nó khắc được Giáp Mộc, nhưng Giáp lại không khắc được Canh. Nó chỉ xung một chiều nhá. Tức là gì? Mình là cái ông chủ này, mình là chủ nhà, đúng không? Mình là chủ nhà thì mình phải đứng ở thế trên, mình phải khắc được cái đối tượng đến trong nhà. Vậy trên là gì? Canh khắc Giáp thì nó là gì? Nó là thiên tài cơ mà. Vậy thiên tài sao? Nó là tài quan ấn phúc nhập nội đường. Đấy. Thì vậy nên là gì? Những người có thiên canh, can canh vẫn chọn được tuổi Giáp trong nhà bình thường nhá. Quý vị nhớ như thế nhá. Đó. Đó là gì? Đó là cái nguyên tắc để chọn tuổi trong nhà. Khi mà quý vị nắm rõ được cái nguyên tắc này rồi ấy, thứ nhất là không chung với tuổi. Đấy, thì ngoài ra một số người còn kiêng kỵ hơn ấy, là lục hại họ cũng không chọn với gì. Và phá, xung hình phá hại nó không chọn. Đó. Và gì? Thiên can nhá. Thiên can thì quý vị nhớ nó chỉ xung một chiều, không phải xung hai chiều. Tức là gì? Chúng ta nên xem của tuổi của chúng ta là tuổi gì. Ví dụ như một người có thiên can Tân Kim thì khắc Ất Mộc. Đúng không? Những người có thiên can Ất thì không nên chọn những người có thiên can là Tân để trong nhà, mà những người có thiên can Ất thì nên chọn gì? Những người thiên can Kỷ. Đó. Tại vì Ất Mộc khắc được Kỷ Thổ, nhưng mà Ất Mộc lại bị gì? Bị Tân Kim nó khắc. Tức là nó chỉ khắc một chiều nhá. Và gì? Mình khắc được thì là tài tinh. Thì ông chủ nhà ông một tuổi Ất này mà chọn ông Kỷ thì lại là gì? Thì lại là ngon. Đó, được tài tinh là thiên tài. Đó là thiên tài. Thiên tài thì gì? Là có tiền tài nó mang đến. Thì tại sao cho chúng ta không chọn ạ? Đúng không? Đó, đó là giải thích một chút về cái hôm trước là chúng ta sẽ có gì? Tài quan ấn phúc ạ. Tài này. Quan này. Ấn này. Phúc. Đó. Hôm trước tôi đã chia sẻ cho quý vị về cách chọn tuổi trong nhà được 4 thứ này, tài quan ấn phúc. Hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái chọn tuổi trong nhà được tuổi Lộc, Mã, Quý, Nhân. Đó. Lộc và Quý, Nhân. Đó. Thì đầu tiên quý vị nhớ cho nguyên tắc. Những người nào mà tuổi đến sông nhà mình ấy, mà có thiên can khắc mình thì không chọn. À, như nguyên tắc ở trên, đúng không ạ? Ví dụ những người tôi chia sẻ lại một lần nữa, những người tuổi Giáp, đúng không ạ? Giáp thì không chọn người tuổi Canh,
Ất thì không chọn người tuổi Tân, Bính thì không chọn người tuổi Nhâm và Đinh thì không chọn người tuổi Quý. Tương tự gì? Những người tuổi Quý thì không chọn những người tuổi Kỷ, đúng không ạ? Và Mậu thì không chọn những người tuổi Giáp, Kỷ thì không chọn người tuổi Ất, và Canh thì không chọn người tuổi Bính, Tân thì không chọn người tuổi Đinh và Nhâm thì không chọn người tuổi Mậu. Đó. Đó là như vậy. Nguyên tắc nó là như vậy. Vì thế mà thì quý vị khi mà chọn tuổi cũng phải nên cẩn thận một chút để cho thì mọi thứ được diễn ra suôn sẻ và hành thông. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu là gì? Tìm về cái lộc mã quý nhân. Thì tôi để cái bảng tính tuổi xung nhà ở trên nhé. Ở trên bảng này quý vị hãy cùng theo dõi nhé. Đầu tiên là chúng ta xét này. Đầu tiên chúng ta xét đến những người có thiên can giáp. Thì cái lộc và quý nhân ấy nó sẽ đi theo cái thiên can và địa chi. Đấy, lộc thì chúng ta có này, Giáp lấy lộc đại dần đúng không ạ? Ất lấy lộc đại mão, Bính Mậu thì lấy lộc đại tỵ, Đinh Kỷ thì lấy lộc đại ngọ, Canh thì lấy lộc đại thân, Tân lấy lộc đại dậu và Nhâm thì lấy lộc đại hợi, Quý thì lấy lộc đại tý. Đó, đó là 12 cái vị trí của sao thiên lộc. Cái thiên lộc nó là cái lộc trời ban, là cái tước lộc vua ban. Đó, là những cái tài lộc may mắn nó đến với mình. Đấy, khi mà chọn được những cái tuổi lộc xuống nhà ấy, thì là gì? Cả năm tài lộc được may mắn và bình an, công việc thì thuận buồm xuôi gió, làm ăn thì gì ký kết hay được những hợp đồng lớn và có nhiều cái cơ hội để gia tăng cái may mắn, gia tăng cái tài lộc cho mình. Đó. Thứ hai là quý nhân. Quý nhân thì chúng ta sẽ có một bài thơ để nói về quý nhân. Đoạn bài ca là gì? Giáp Mậu Canh Ngưu Dương, Ất Kỷ Thử Hầu Đương, Bính Đinh Chư Kê Vị, Nhâm Quý Xà Thú Tàng, Lục Tân Tầm Mã Hổ. Tức là với những người có thiên can giáp, giáp Mậu Canh ấy, thì chúng ta sẽ chọn sử mùi được quý nhân nhé. Đúng không ạ? Với những người có thiên can thì Giáp Mậu Canh, Giáp Mậu Canh Ất Kỷ, đúng không ạ? Những người có thiên can Ất và Kỷ, Ất Kỷ Thử Hầu Đương, tức là sẽ chọn tuổi Tý và tuổi Thân. Đó. Thì chi tiết tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị ngay sau đây này. Thưa quý vị, đầu tiên chúng ta cùng xét về những người có thiên can giáp nhé. Thiên can giáp tức là những người có đuôi năm sinh là số 4. Đúng không? Đuôi năm sinh số 4. Vậy nên là những bác nào có đuôi năm sinh số 4 thì hãy chọn những tuổi sau xông nhà này. Thứ nhất là các bác có thể chọn là những người tuổi Dần, nó là lộc. Dần là lộc. Quý vị nhớ nhé, Dần lộc giáp đấy là tuổi Dần mà. Một tuổi Dần trong năm thì không bị gì xung phạm với thái tuế. Vì thế mà chúng ta có thể chọn được nhé, chọn được để xông nhà. Đó. Chúng ta cũng kỵ nhé, ví dụ những người tuổi Thân. Những người tuổi Thân thì cũng không nên chọn tuổi Dần nhé, vì bị Dần thân tương xung. Còn những người tuổi Tỵ thì gì? Bị Dần Tỵ là lục hại. Những người tuổi Giáp thì bao gồm tuổi nào? Có Giáp Tý 1984. Đúng không ạ? Giáp Thìn 1964, Giáp Ngọ 1954, Giáp Thân 1944, đúng không ạ? Giáp Tuất là 1994 và Giáp Tý là 1984. Đó, những Dần tuổi Dần thì chúng ta sẽ có tuổi gì? Tuổi Giáp Dần là 1974, Bính Dần là 1986, Mậu Dần là 1998, Canh Dần là 2010 hoặc là gì 1950. Nhưng mà quý vị nếu mà chọn ấy, thì hãy chọn tuổi 2010, đúng không? Cho khỏe khoắn, cho được gì nhanh nhạy. Và gì? Tuổi Nhâm Dần là 1962. Và tuổi Nhâm Dần là tuổi 2022 nhé. Đó, thì cũng có thể chọn được 1962, 2022. Đó. Thì tùy theo quý vị chọn tuổi nếu nó hợp với ngũ hành của mình thì là tốt, nó tương sinh. Ví dụ những người tuổi Giáp Tý chẳng hạn, Giáp Tý thì nên chọn gì? Giáp thì khắc Mậu, đúng không? Thì nên chọn tuổi Mậu Dần. Mậu Dần thì là gì? Giáp khắc Mậu là gì? Giáp gặp Mậu, Giáp Mộc khắc Mậu Thổ là thiên tài. Như vậy những người tuổi 1998 Mậu Dần sẽ hợp với tuổi gì? 1984 Giáp Tý. Đó. Thì quý vị cứ chọn theo nguyên tắc như vậy thì chúng ta sẽ chọn được những tuổi xung nhà tốt nhất. Đó là chúng ta chọn lộc, đúng không? Bây giờ chúng ta chọn quý nhân này. Quý nhân thì chúng ta có là Giáp Mậu Canh Ngưu Dương, tức là gì? Giáp thì lấy Sửu Mùi làm quý nhân. Nhưng mà cả Sửu và Mùi ấy, Sửu thì bị phá thái tuế và Mùi bị xung thái tuế. Vậy nên tuổi Sửu và tuổi Mùi thì trong năm 2024 năm Giáp Thìn chúng ta không chọn làm cái tuổi xung nhà nhé, quý vị nhớ nhé. Không chọn tuổi này. Đó. Chúng ta với những người được thiên can giáp, cách này chúng ta chọn là những người tuổi Dần nhé. Đó. Tiếp theo là thứ năm là chúng ta có những người có thiên can Ất, đúng không? Ất là đuôi năm sinh là số 5. Số 5 là chúng ta sẽ có những tuổi sau này: Ất Sửu 1985, Ất Mão 1975, Ất Tỵ 1965, Ất Mùi 1955 hay là 2015. Ất Dậu là 1945 hoặc là 2005, Ất Hợi là 1995. Đó. Thì với những người có thiên can Ất có đuôi năm sinh là số 5 ấy, thì chúng ta sẽ chọn những người tuổi Mão. Đó. Nhưng mà Mão là gì? Năm 2024 bị phạm thái tuế nên chúng ta không chọn nhé. Đó. Không chọn, đúng không? Vậy thì chúng ta đến tuổi quý nhân. Quý nhân chúng ta có Ất Kỷ Thử Hầu Đương. Tức là những người có đuôi thiên can là số 5 ấy, đuôi năm sinh là số 5 ấy, thì chúng ta có thể chọn tuổi Thân và tuổi Tý. Đó, Thân và Tý. Ất Kỷ Thử Hầu Đương mà lấy Tý và Thân của quý nhân, đúng không? Ất Kỷ Thử Hầu Đương lấy Tý Thân thì nó là gì? Âm quý nhân và dương quý nhân. Âm quý nhân và dương quý nhân ấy, nó là cái sao Thiên Khôi và Thiên Việt. Nó là quý nhân ấy, khi mà được quý nhân tương trợ giúp đỡ thì mọi việc nó sẽ được hanh thông thuận lợi. Đó. Vậy nên trong năm ấy, để gia tăng thêm cái vận quý nhân, gia tăng thêm vận may về tiền bạc tài lộc cho mình ấy, thì quý vị hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân. Đó. Mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân. Với những người tuổi Thân Tý Thìn thì chúng ta sẽ sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn. Những người tuổi Dần Ngọ Tuất thì chúng ta sẽ sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất. Với những người tuổi Hợi Mão Mùi thì chúng ta sẽ sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân là Hợi Mão Mùi. Còn với những người tuổi Tỵ, tuổi Dậu, tuổi Sửu
thì chúng ta sẽ sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân là Tị Dậu Xíu, đúng không? Vòng đã được các thầy khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng nhé. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc cho mình. Đó là những người tuổi Ất, đúng không? Tuổi Ất thì chúng ta sẽ chọn được tuổi Tý và tuổi Thân hợp quý nhân. Tiếp theo, chúng ta xét những người có thiên năm Bính. Bính là những người có đơn năm sinh là số 6 ấy, đúng không? Như là các bạn Bính Tý 1996, Bính Dần 1986, Bính Thìn 1976, Bính Ngọ 1966, đúng không? Và Bính Thân 1956 hay là 2016 và Bính Tuất là 1946 hay là 2006 ấy. Đó. Thì với những người có đuôi năm sinh là số 6 ấy, thì chúng ta sẽ chọn những tuổi trong nhà, đúng không? Bính Mậu lấy lộc tại Tỵ. Thì quý vị có thể chọn tuổi Tỵ nhé. Tuổi Tỵ là tuổi trong nhà được. Đó. Tuổi Tỵ trong năm cũng không bị xung phạm thái tuế. Mà nó lại là gì? Lại là lộc của mình nữa. Nên là chúng ta có thể chọn được nhé. Nhưng mà Kỵ này, những người tuổi Hợi này. À đây thiên can Bính thì không có những người tuổi Hợi. Nhưng mà là gì? Chúng ta có thiên can Bính nhá. Thì chúng ta chọn được. Nhưng mà những người tuổi Dần nhé, Dần và Tỵ bị lục hại thì chúng ta cũng nên kiêng nhé, không nên chọn. Đó. Đó. Đó là những người có thiên can Bính, đúng không? Thì cái thứ hai là chọn những cái quý nhân cho thiên can Bính. Chúng ta có Bính Đinh Chư Kê Vị lấy Dậu và Hợi làm quý nhân. Dậu và Hợi làm quý nhân. Như vậy là gì? Ngoài những tuổi Tỵ thì quý vị có thể chọn tuổi Dậu và tuổi Hợi. Với những người có thiên can Bính, đương sinh số 6. Đó, đó là cái tuổi thứ hai. Tiếp theo chúng ta xét những người có thiên can Đinh, tức là đuôi năm sinh là số 7 ấy. Đuôi năm sinh là số 7 thì sẽ có tuổi sau này. Có Đinh Sửu 1997, Đinh Mão 1987, Đinh Tỵ 1917, Đinh Mùi 1967, Đinh Dậu 1957 và Đinh Hợi là 1947 hay là 2007. Đó. Thì với những người có đuôi năm sinh số 7 này, chúng ta có Đinh Kỷ lấy lộc tại Ngọ. Đúng ạ? Thì những người có thiên can Đinh, chúng ta nên chọn tuổi Ngọ để xuống nhà thì cũng được cát lành và may mắn, thì cũng được lộc trời cho, giàu sang phú quý. Đó. Vậy thì những người tuổi Đinh ấy, bao gồm tuổi Đinh Sửu, Đinh Mão, Đinh Tỵ, Đinh Mùi, Đinh Dậu và Đinh Hợi, thì có những người tuổi Đinh Mùi này là được ngon nhất. Vì sao? Chọn tuổi Ngọ thì được cục diện là Ngọ Mùi nhị hợp. Đó. Thì là rất là ổn. Đấy. Còn tuổi Sửu là xui nhất, vì sao? Sửu và Ngọ là lục hại. Thì chúng ta cũng gì? Không nên chọn nhé. Cái chọn là tuổi khác tốt hơn thì chúng ta có đầy cách chọn mà, lo gì, đúng không ạ? Tiếp theo chúng ta có Bính Đinh Chư Kê Vị lấy Dậu và Hợi làm quý nhân, đúng không ạ? Dậu và Hợi. Bính Đinh Chư Kê Vị vẫn là gì? Những người có thiên can Đinh nhé, tức là đuôi năm sinh là số 7 ấy, chúng ta vẫn chọn tuổi Dậu và tuổi Hợi để xem nhà được. Đấy, thì quý vị có tùy theo cái tuổi của mình mà chọn cho mình những cái tuổi mình là gì? Nó là tốt lành và may mắn nhất. Đó. Thì tuổi Dậu và tuổi Hợi nhé, quý vị nhớ đấy. Đó. Đó. Như vậy là chúng ta đến những người có thiên can Đinh, đúng không ạ? Tiếp theo chúng ta xét những người có thiên Mậu. Thiên Mậu là những người có đuôi năm sinh là số 8. Với những người có đuôi thiên năm sinh là số 8 ấy, thì chúng ta chọn tuổi nào? Chúng ta có Bính Mậu lấy lộc tại Tỵ. Như vậy là những người tuổi Mậu thì vẫn chọn tuổi Tỵ là tuổi xung nhà được. Nó vẫn là được cát lành may mắn, vẫn được lộc trời cho, đúng không ạ? Tiếp theo là gì? Tuổi Mậu. Mậu thì chúng ta có Giáp Mậu Canh Nhâm Dương. Thì lấy lộc, quý vị muốn chọn lộc ấy, muốn có tài lộc, muốn có may mắn ấy, thì sẽ chọn những người tuổi Tỵ nhé. Và muốn có được cái gì? Quý nhân thì chúng ta có Giáp Mậu Canh Nhâm Dương lấy Sửu Mùi là quý nhân. Nhưng mà cả Sửu và Mùi thì năm 2024 ấy, cũng bị gì? Phạm và thái tuế. Vì thế mà chúng ta không chọn, đúng không ạ? Không chọn nhé. Tiếp theo chúng ta xét đến những người có thiên can là Kỷ, đúng không ạ? Tức là đuôi năm sinh là số 9. Những người có đuôi năm sinh là số 9 là thiên can Kỷ, đúng không ạ? Kỷ thì chúng ta có Đinh Kỷ lấy lộc tại Ngọ. Như vậy những người có thiên can Kỷ thì chúng ta sẽ chọn những người tuổi Ngọ để trong nhà thì sẽ được lộc. Đó. Vậy nên là gì? Quý vị có những người có thiên can Kỷ bao gồm tuổi này, Kỷ Sửu 1949 hoặc là 2009, Kỷ Mão là 1999, Kỷ Tỵ 1989, Kỷ Mùi 1979, Kỷ Dậu 1969 và Kỷ Hợi 1959. Thì quý vị nên chọn những người tuổi Ngọ. Chọn tuổi Ngọ trong nhà thì sẽ được cát lợi và may mắn. Đó. Bên cạnh đó, Kỷ đúng không ạ? Chúng ta chọn quý nhân thì chúng ta có Ất Kỷ Thứ Hầu Đương lấy Tý và Thân của quý nhân. Như vậy những người tuổi Kỷ ấy, sẽ chọn được 3 tuổi trong nhà, đó là gì? Tuổi Ngọ, tuổi Tý và tuổi Thân. Đó. Đó là theo cái lộc của quý nhân nhé. Tiếp theo, chúng ta xét những người có thiên can Canh, tức là những người có đuôi năm sinh là số 0. Đuôi năm sinh số 0 bao gồm có gì? Canh Tý 1960, Canh Dần 1950, Canh Thìn 2000, Canh Ngọ 1990, Canh Thân 1980, Canh Tuất 1970. 1970 Canh Tuất, đó. Thì với những người có thiên can Canh đó, Canh thì lấy lộc tại Thân. Như vậy là gì? Những người có đuôi năm sinh là số 0 ấy, tức là có thiên can Canh ấy, chúng ta sẽ chọn những người tuổi Thân làm tuổi trong nhà. Thì sẽ được lộc, được lộc. Đó. Trừ những người tuổi gì? Trừ những người tuổi Canh, Canh Dần nhé. Trừ người tuổi Canh Dần. Trừ người tuổi Canh Dần, Canh Dần. Dần Thân tương xung nên chúng ta không chọn. Đó. Đó. Tiếp theo, tuổi Canh lấy quý nhân. Đấy, quý nhân nó là Sửu Mùi. Sửu Mùi thì Sửu và Mùi năm nay bị xung thái tuế nên chúng ta cũng không chọn nhé. Như vậy với những người thiên can Canh ấy, thì chúng ta sẽ chọn những người tuổi tuổi Thân để làm tuổi xung nhà. Đó.
Tiếp theo, những người có thiên can tân, tức là đuôi năm sinh là số 1 đấy. Những người có thiên can tân, đuôi năm sinh là số 1. Số 1 thì chúng ta sẽ chọn gì? Chúng ta có tân thì liên lập tại Dậu. Đó. Thì những người có thiên can tân thì sẽ chọn là những người tuổi Dậu thì sẽ được lộc, xông nhà sẽ được lộc, sẽ tốt nhất. Đó. Và thiên can tân thì bao gồm tuổi sau này: Tân Sửu 1961, Tân Mão 1951, Tân Tỵ là 2001 hoặc 1941, Tân Mùi là 1991, Tân Dậu là 1981 và Tân Hợi là 1971. Trong những người có thiên can tân ấy, thì tuổi Tân Mão, những người sinh năm 1951 thì không nên chọn tuổi Dậu đến trong nhà. Quý vị có thể có sự lựa chọn khác, đúng không ạ? Đấy là lộc, đúng không? Tuổi lộc. Tiếp theo chúng ta đến tuổi Quý Nhân. Chúng ta có lục Tân Tầm Mã Hổ, tức là những người tuổi Tân ấy thì ngoài tuổi Dậu ra, chúng ta có thể chọn được tuổi Ngọ và tuổi Dần. Ngọ Dần thì cả hai tuổi này cũng không bị phạm thái tuế. Vì thế mà đến sông nhà cũng sẽ được cát lợi may mắn, cũng sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ trong năm. Đó. Đó là những người có thiên can tân. Tiếp theo chúng ta xét đến những người có thiên can nhâm, tức là những người có đơn sinh số 2 đấy. Sẽ bao gồm các bát là tuổi Nhâm Tý 1972 này, Nhâm Dần 1962 này, Nhâm Thìn 1952, Nhâm Ngọ 1942 hay là 2002, Nhâm Thân 1992, Nhâm Tuất 1982. Thì với những người có đuôi năm sinh số 2 có thiên can nhâm thì chúng ta sẽ chọn những người tuổi Hợi để xuống nhà. Chọn tuổi Hợi nhé. Đó. Tuổi Hợi thì chúng ta sẽ có 5 tuổi đó thì Ất Hợi 1995, Đinh Hợi 1947 hay là 2007. Thì các bác nên chọn một giữa 1947 và 2007 thì chúng ta nên chọn là 2007 sẽ tốt hơn. Đó. Ất Đinh Kỷ Hợi 1959, Tân Hợi là 1971 và Quý Hợi là 1983. Thì tùy theo tuổi Hợi nào, tùy theo chúng ta là tuổi gì mà chúng ta sẽ chọn những người tuổi Hợi phù hợp nhất với mình. Nó hợp can, hợp chi thì sẽ là tốt nhất. Đó. Tiếp theo, thì cần nhâm đúng không ạ? Chúng ta lấy nhâm quý xà thấu tàng. Đấy. Lấy tỵ mão làm quý nhân. Như vậy những người có thiên can nhâm này sẽ lấy lộc tại Hợi. Hợi xông nhà sẽ được lộc và những người tuổi tỵ và tuổi mão sẽ được quý nhân, đúng không? Nhưng mà chúng ta chỉ nên chọn tuổi tỵ thôi và không nên chọn tuổi mão. Vì là sao? Mão và thìn lục hại. Những người tuổi mão dính vào cục diện hại thái tuế, vậy nên chúng ta sẽ không chọn nhé. Đó. Vậy nên là gì? Những bác nào mà có thiên can nhâm, tức là đuôi năm sinh là số 2 ấy, thì chúng ta sẽ chọn tuổi gì? Sẽ được chọn được hai tuổi là tuổi Hợi và tuổi tỵ đến xông nhà. Đó. Tuy nhiên, nếu mà các bác muốn chọn hai người cùng đến xuống nhà một lúc ấy, thì cũng nên tránh hai người tuổi này ra. Một là chọn ông Hợi, hai là chọn ông Tỵ. Đó, chứ hai người đến xuống nhà một lúc thì cũng không nên nhé. Không nên nhé. Đó. À, tiếp theo là chúng ta cuối cùng, chúng ta còn những người có thiên can quý. Quý là những người đơn sinh là số 3 đúng không ạ? Là số 3. Tuổi Quý thì chúng ta sẽ có tuổi sau này. Quý Sửu là 1973, Quý Mão 1963, Quý Tỵ 1953, Quý Mùi 1943 hay là 2003, Quý Dậu là 1993 và Quý Hợi là 1983. Thì với những người có thiên can quý, quý thì lấy lộc tại Tý, đúng không ạ? Như vậy các bác mà muốn chọn tuổi xông nhà lấy lộc thì các bác chọn tuổi Tý. Đó, tuổi Tý chúng ta sẽ có 5 tuổi, đúng không ạ? Giáp Tý 1984, Bính Tý 1996, Mậu Tý là 2008 hoặc là 1948. Thì quý vị nên chọn 2008 nhé. Đó. Và gì? Canh Tý là 1960 hay là 2020. Đó. Nhâm Tý là gì? 1972. Đó là những người tuổi Tý. Thì quý vị hãy chọn ra cho mình một người tuổi Tý hợp nhất với mình. Đó. Cuối cùng, đó, là gì? Đây là lộc này, những người tuổi Quý này thì chọn Tý được lộc. Đó. Tiếp đến là gì? Quý, nhâm quý xà thấu tàng. Lấy Tỵ và Mão làm quý nhân. Vẫn là gì? Vẫn là tuổi Tỵ và tuổi Mão. Như vậy là gì? Với những người có thiên can là Quý ấy, có đuôi năm sinh là số 3 ấy, thì quý vị có thể chọn được tuổi Tý và tuổi Tỵ là hai tuổi đến trong nhà. Thì những người tuổi Tý thì là được lộc, còn những người tuổi Tỵ thì là được gì? Được quý nhân. Đó. Như vậy sẽ rất là tốt. Đó. Thì ngoài ra, khi mà chọn tuổi xông nhà ấy, thì quý vị cũng để ý nhá. Nó có một cái cặp tuổi gọi là thiên can hóa ngũ phúc. Thiên can hóa ngũ phúc nó cũng rất là tốt. Nó cũng sẽ mang lại cái sự may mắn, mang lại sự cắt lành. Ngũ phúc, đúng không ạ? Thì tức là gì? Được sức khỏe, được tài lộc, được trường thọ, được bình an và được nhiều may mắn. Đó. À, thưa quý vị, thì với cái tuổi thiên can hóa ngũ phúc ấy, thì chúng ta chọn như sau này. Quý vị để ý nhá. Thì chúng ta có nhớ có 10 thiên can. Đúng không? 10 thiên can thì nó chia ra làm 5 cặp. 5 cặp là gọi là cặp ngũ hợp đấy, thiên can ngũ hợp hay là gọi là gì? Thiên can hóa ngũ phúc. Đấy. Thì chúng ta có bộ này, có bộ các bộ này. Chúng ta có Giáp Kỷ hóa thổ đúng không ạ? Ất Canh hóa kim đúng không ạ? Bính Tân hóa hỏa đúng không ạ? Đúng không? Thì với những người có thiên can Ất à Giáp đúng không ạ? Tức là những người có thiên can đuôi năm sinh là số 4 ấy thì quý vị nên chọn những người có đuôi năm sinh là số 9 để trong nhà. Với những người thiên can Ất tức là đuôi năm sinh số 5 ấy thì quý vị nên chọn những người có thiên can Canh là để trong nhà đúng không ạ? Tức là đuôi năm sinh số 0 ấy. Với những người có thiên can là Bính, tức là đuôi năm sinh là số 6 thì chúng ta có thể chọn những người thiên can Tân đến sông nhà. Đó, tức là những người đuôi năm sinh số 1 ấy. À, với những người có thiên can là Đinh thì chúng ta sẽ thể chọn người có thiên can Nhâm đến sông nhà, tức là những người có đuôi năm sinh là số 2 nhé. Với những người có thiên can Mậu, tức là đuôi năm sinh là số 8 ấy thì chúng ta sẽ chọn những người có thiên can là Quý,
tức là đuôi năm sinh là số 3 đến số nhà nhé. Đó, thì đó là gì? Cách chọn theo cái thiên can có ngũ phúc. À, thì ngoài ra quý vị cũng nên chọn theo cái tuổi tam hợp, tam hợp với tuổi của mình ấy. Nhưng mà quý vị cũng nên nhớ nhé, kỵ cái bộ gì? Tứ hành xung, tức là dần, thân, tỵ hợi, tí ngọ, mão dậu, thìn tuất và xỉu mùi. Thì khi mà chọn theo cái tuổi tam hợp, chúng ta sẽ chọn như sau này. Ví dụ với những người tuổi tí thì chúng ta có bộ tam hợp là thân, tí, thìn, thân, tí, thìn. Thì với những người tuổi tí chúng ta có thể chọn tuổi thân, tại vì tuổi thìn bị phạm thì không, chúng ta không chọn nhé. Đó, vậy nên là các bác tuổi tí cứ chọn những người tuổi thân. Đó, tiếp theo là những người tuổi xỉu. Tuổi xỉu thì sẽ gì? Chúng ta có tỵ dậu xỉu là tam hợp. Vậy nên những người tuổi xỉu ấy thì chúng ta chọn được tuổi tỵ và tuổi dậu, là hai cái tuổi sông nhà tốt. Đó, trong đó tuổi dậu sẽ là tốt nhất. Với những người tuổi dần, chúng ta sẽ chọn là dần ngọ tuất, đúng không ạ? Dần ngọ tuất thì tuổi tuất là bị xung thế tuế, chúng ta không chọn nhé. Như vậy với những người tuổi dần thì chúng ta thể chọn tuổi ngọ để xung nhà thì cũng rất là đẹp. Với những người tuổi mão, tuổi mão thì chúng ta sẽ chọn tuổi gì? Mão thì chúng ta có hợi mão mùi để tam hợp, đúng không ạ? Thì chúng ta có thể chọn được tuổi những người tuổi hợi để xung nhà cũng là tốt lành, may mắn. Tương tự thì với những người tuổi thìn bị phạm thế tuế nên chúng ta sẽ chọn tuổi gì? Tuổi tí và tuổi thân, hoặc là đến xung nhà. Đó. Tiếp theo những người tuổi tỵ. Tuổi tỵ thì chúng ta có thể có bộ tam hợp là tỵ dậu xỉu, đúng không ạ? Thì chúng ta tuổi xỉu bị phá thế tuế chúng ta không chọn, và chúng ta sẽ chọn tuổi dậu. Đó. Với những người tuổi ngọ thì chúng ta có bộ tam hợp là dần ngọ tuất, thì tuổi tuất bị xung thế tuế thì chúng ta sẽ chọn những người tuổi dần đến xung nhà nhé. Tương tự với những người tuổi mùi thì chúng ta có bộ tam hợp là hợi mão mùi, tuổi mão bị phạm thì chúng ta sẽ chọn tuổi hợi. À, những người tuổi thân thì chúng ta có bộ tam hợp là thân tí thìn, thìn bị phạm thế tuế, vị trí là chúng ta sẽ chọn những người tuổi tí. Với những người tuổi dậu thì chúng ta sẽ chọn những người tuổi này. Dậu thì chúng ta có tỵ dậu xỉu là tam hợp, đúng không ạ? Tuổi xỉu bị phá thế tuế chúng ta không chọn, chúng ta chọn người tuổi tỵ. Tiếp đến là những người tuổi tuất. Tuất thì chúng ta có dần ngọ tuất là tam hợp. Vậy nên với những người tuổi tuất thì chúng ta có thể chọn tuổi dần và tuổi ngọ. Đó. Cuối cùng là những người tuổi hợi. Tuổi hợi thì chúng ta sẽ chọn tuổi nào? Tuổi hợi chúng ta sẽ chọn tuổi mão và tuổi mùi. Thì nhưng mà gì? Theo cái tam hợp thì cả hai tuổi này đều bị gì? Hình thế tuế và phá thế tuế nên chúng ta không chọn nhé. Quý vị có thể chọn theo cách khác. Thì cách mà quý vị không chọn được theo cái tam hợp này thì quý vị sẽ chọn theo cái bộ lục hợp, nhị hợp, đúng không ạ? Chúng ta có này, ví dụ những người tuổi hợi chẳng hạn, thì chúng ta có dần hợi nhị hợp. Như vậy những người tuổi dần thì có thể chọn những người tuổi hợi, và những người tuổi hợi cũng có thể chọn những người tuổi dần thì sẽ được bộ lục hợp. Thứ hai là với những người tuổi tí, đúng không ạ? Tuổi tí chúng ta chọn tuổi xỉu, như tuổi xỉu xung thì cách này chúng ta không chọn được nhé. Nhưng mà những người tuổi xỉu ấy thì lại chọn tuổi tí xung nhà sẽ được cát lành và may mắn, do được gì? Xỉu và tí là nhị hợp. Còn tuổi mão và tuổi tuất, đúng không ạ? Mão và tuất thì hai cái tuổi này đều bị phạm thái tuế nên là không ông nào chọn được cho ông nào cả. Đó. Tiếp theo chúng ta có tuổi bộ nhị hợp, tiếp theo là thìn và dậu. Thì những người tuổi dậu thì chúng ta không chọn được thìn, nhưng mà ông thìn chọn dậu thì lại được gì? Được rất là may mắn và bình an. Đó. Tiếp theo chúng ta đến tuổi tỵ và tuổi thân. Tuổi tỵ và tuổi thân thì đều có thể mượn nhau để xung nhà được nhé. Tuổi tỵ có thể chọn những người tuổi thân, và tuổi thân thì cũng có thể chọn những người tuổi tỵ. Cuối cùng là bộ ngọ mùi. Thì những người tuổi ngọ chúng ta không chọn được những người tuổi mùi, nhưng mà những người tuổi mùi chúng ta lại có thể chọn được những người tuổi ngọ đến xung nhà để được cát lành và may mắn. Đó. Đó là các cách chọn. Như vậy là gì? Quý vị trong video trước thì tôi có chia sẻ cùng quý vị là chọn cái tuổi gì? Tuổi thiên tài, đúng không ạ? Tuổi chính tài này, thiên tài này, tuổi thực thần này và chính ấn. Đấy. Thì nó được là gì? Để tài quan ấn phúc nhập nội đường. Đó. Thì trong video hôm nay tôi chia sẻ cùng quý vị và các bạn là chọn lộc mã quý nhân. Thì với cái cách chọn này thì quý vị sẽ chọn được tất cả những tuổi. Đấy. Ví dụ như là một người sinh năm 1984. Ví dụ nhé, 1984 là tuổi Giáp Tý. Đấy. Thì có thể chọn tuổi nào? Đấy. Thì đây này, ông Tý đó thì thuộc Giáp. Giáp đấy là tuổi dần. Vậy thì những người tuổi Giáp Tý thì có thể chọn những người tuổi dần này. Dần là một này. Dần thì chúng ta có sẽ có 5 tuổi, đúng không ạ? 5 tuổi là Giáp Dần là 1974. Bính Dần là 1986. Mậu Dần là 1998. Đấy. Canh Dần là 2010. 2010, đúng không? 2010. Và Nhâm Dần là 1962. Đấy. Thì chúng ta chọn như thế nào? Trong những ông năm ông tuổi Dần này chúng ta chọn ông nào, đúng không? Thì chúng ta chọn Giáp này, đúng không? Chúng ta có Giáp canh khác Giáp, đúng không? Như vậy cái ông Canh Dần chúng ta không chọn nhé, 1962 không chọn. Đấy. Thứ hai là gì? Tí và Dần thì không sao, đúng không? Và chúng ta sẽ chọn được những người nó sinh cho mình, sinh cho cái ngũ hành. Vì Giáp Tý là ngũ hành thuộc kim. Thì chúng ta có 74 Giáp Dần là thuộc thủy này, Bính Dần là thuộc hỏa này, Mậu Dần là thuộc thổ này, Canh Dần là thuộc mộc này, và Nhâm Dần là thuộc kim. Đấy. Thì với tuổi Giáp Tý nhé, tuổi Giáp Tý chúng ta chọn này,
Đấy. Chúng ta chọn là những người có ngũ hành sinh như mình, tức là gì? Thứ nhất là chúng ta chọn tuổi tuổi Mậu Dần là tốt nhất. Vì sao chọn Mậu Dần? Mậu Dần thì chúng ta có giáp Mộc khắc Mậu Thổ, thì là ông này này vừa là thiên tài này, thiên tài đúng không ạ? Lại vừa là gì? Vừa là lộc. Như vậy là gì? Sẽ được lợi cả về tiền tài, về rất nhiều mặt. Đó, sẽ có những cơ may trong năm ấy thì có cơ hội được gì? Gặp nhiều may mắn về chuyện tiền bạc. Đấy, đó là tuổi Giáp Tý đúng không ạ? Đây là chọn tuổi Dần nhé. Thứ hai là gì? Giáp thì chúng ta lấy Sửu Mùi làm quý nhân. Sửu Mùi làm quý nhân đúng không ạ? Nhưng mà cả Sửu và Mùi không bị phạm rồi nên chúng ta sẽ không chọn. Đó. Tiếp theo chúng ta chọn theo cái tuổi là gì? Tuổi được tam hợp. Tam hợp chúng ta có Thân Tí Thìn thì Thìn không chọn được đâu, chúng ta chọn Thân. Như vậy ông Thân chúng ta cũng có 6 tuổi đúng không ạ? Là gì? Giáp Thân. Giáp Thân là sinh năm 1944 đúng không ạ? Giáp Thân là những người sinh năm 1944 này, 1944. Bính Thân là 1956. Mậu Thân là 1968. Đó, Canh Thân là 1980. Và Nhâm Thân là 1992. Đấy. Thì những người tuổi Mậu Thân 1968 là ngũ hành Mộc Thổ đúng không ạ? Là chúng ta cũng được cái gì? Cái cục diện là gì? Giáp Mộc khắc Mậu Thổ thì là cũng là tài tinh. Hơn nữa được cục diện là gì? Thổ Kim tương sinh. Vậy nên những người tuổi Mậu Thân 1968 xông nhà cho tuổi Giáp Tý cũng cực kỳ đẹp. Ngoài ra thì chúng ta cũng thể chọn tuổi gì? Nhâm Thân. Nhâm Thủy sinh Giáp Mộc đúng không ạ? Thì là cũng là tốt. Như vậy quý vị cũng có thể chọn thứ hai là tuổi Nhâm Thân nhé. Nhâm Dữ có giáp được. Thứ này Kim tỷ hòa đúng không ạ? Có những người tuổi Dần này, chúng ta sẽ thể chọn tuổi Nhâm Dần cũng chọn được nhé. Nhâm Dần là nhâm dưỡng giáp đúng không ạ? Thì là cũng được Kim tỷ hòa, đây là tuổi tốt nhất này, đây là tuổi tốt thứ hai này, đó, đó thì chúng ta nên chọn tương sinh thì được tốt hơn. Còn kỵ nhé, không nên chọn ông Bính Dần nhé. Ông Bính Dần là cũng là lộc, nhưng mà gì, đôi khi nó lại gì, nó lại không may mắn bằng những người khác. Nó là lộc, nó là trong xấu nhất trong năm tuổi, vì vậy mà chúng ta sẽ không chọn. Đó, đó là cách chọn nhé. Thì tương tự như vậy, quý vị có thể tự chọn cho mình những cái tuổi phù hợp nhất để chọn làm cái tuổi xông nhà trong năm 2024 để được may mắn, bình an, cát lợi và mang lại cái tài lộc cho mình. Đó. À, thưa quý vị, như vậy là trong năm ấy thì với cái video này thì tôi hy vọng là quý vị sẽ chọn ra cho mình được một cái tuổi xông nhà hợp mệnh, hợp tuổi và nó mang lại những cái cát lành may mắn nhất cho mình, không bị xung phạm gì cả. Đó. À, thưa quý vị, như vậy là gì? Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp xông nhà may mắn trong năm 2024. Hy vọng qua video này sẽ giúp ích phần nào đó cho quý vị và các bạn chọn được ra cho mình những cái tuổi xông nhà tốt nhất để giúp cho quý vị có một năm mới bình an, may mắn, tài lộc dồi dào. Đấy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.